Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả các em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì trong khoảng thời gian offline là tôi đứng ở trên cái máy farm khối dung nham đây. Đó. Là bởi vì là cái máy farm này là nó đã cho tôi kem dung nham mà ấy. Và chúng ta rất là cần kem dung nham để xây được máy farm vàng anh em nhá. Đó. Nên là hôm nay tôi sẽ xây máy farm vàng anh em ạ. Đó, đúng như hôm qua tôi đã nói đấy. Ok anh em. Thì bây giờ chúng ta cùng xuống rồi. Ok anh em ạ, trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà thật sự nó có ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, đây, bây giờ tôi đứng ở đây một lúc để cho nó xuống thôi anh em ạ. À đấy. Này. Đấy, đây là máy farm khối nhà của tôi đây anh em ạ. Khá là to và khá là đẹp đúng không? À, thực ra là tôi bật mấy cái hạt hiệu ứng này lên để cho anh em trông nó đẹp thôi. Chứ thực ra giờ tôi xin phép anh em cho tôi tắt đi nhé. Cho nó bớt nặng anh em ạ. Ok. Rồi. Được rồi, chúng ta cùng xuống và chúng ta tạo hết cái đống kem dung nham, cái khối dung nham đây anh em ạ. Đấy, cần 4 cái kem dung nham để tạo được một khối dung nham đây các bạn. Đây, tôi đã tạo thử cho anh em xem. Đâu rồi. Đấy, craft table. Ok, đặt vào đây ấy. Đấy, anh em mới đặt thế này à. Đấy, là được 64 khối. Ok chưa. Hoặc là đánh cái này cũng được này, khối hề. Đánh lại cho nhanh các bạn ơi. Đặt tới kia lâu lắm đúng không? Đấy, thế này cho nhanh. Đấy. Ok các em ạ. Xong bây giờ tôi sẽ biến hết tất cả cái đống kem dung nham còn lại này thành khối dung nham thôi. Xong rồi đó tôi sẽ về nhà và tôi chuẩn bị thêm một chút đồ. Và xong rồi đó chúng ta sẽ bắt đầu xây các em nhá. Rồi ok các em ơi, tôi sắp sửa cho anh em xem một thời khắc lịch sử ấy các em ạ. Đó chính là khi máy quốc đào đất của tôi bị hỏng. À, nhưng mà theo tôi được biết ấy, là khi máy quốc này nó bị hỏng này đó. Thì mình sẽ là một cái thành tựu đây các em ạ. Đấy, bởi vì là chỉ có những thằng gọi là nông dân như tôi đấy làm cả cái mảnh ruộng to như này đó, thì mới có thể làm hỏng đế quốc em à. Đấy, chúng ta cùng đi đào đất anh em nhá. Nào đấy, tôi sẽ đi tôi đào lại những cái chỗ mà bọn dân nó dẫm hỏng. Đâu rồi, tôi chạy quanh nghe tôi nhòm nhòm mà đào cho. Đấy, nào cùng chờ đợi thời khắc mà nó bị hỏng anh em ạ. Thì tôi thấy nó tối đen vào này rồi, tôi cũng không biết là khi nào thì nó mới bị hỏng hơ. Nào, nói chung là chúng có dẫm nhiều lắm anh em ạ. Cái bọn dân này chúng có dẫm nhiều lắm. Dù là tôi đã xây những cái tấm gọi là phiến gỗ để tôi chắn vào đây rồi đấy. Nhưng mà gọi là chúng nó vẫn dẫm nhiều lắm. Nhưng mà không sao anh em ạ, nó cũng được giảm khá khá đấy. Chứ hồi trước mà cái lúc mà mình chưa có phiến gỗ ấy là chúng nó dẫm nát cả ruộng nhà tôi, là cơ, chúng nó dẫm nát căng lắm. Giờ cũng đỡ rồi đấy. Đấy, vẫn chưa hỏng cơ à. Quốc châu bò thật anh em ạ. Quốc này tôi không có ép chậm hỏng đâu. Đấy, quốc ngày mà ép trong hỏng nữa chắc là tỷ năm chắc cũng không hỏng anh em ạ. Nào, có đâu không? Còn đâu không? Tôi sẽ chạy đi tôi múc múc cho một chút nữa anh em ạ. Tôi chạy đi tôi đào đất thêm một chút nữa. Cái quái nào mà nó vẫn chưa chịu hỏng anh em vậy? Ok, bây giờ tôi sẽ chạy qua đồng cỏ tôi đào thôi. Tôi đào hỏng quốc này thôi. Đây anh em ạ. Thì là ở gần sông này này. Là nó có đất. Đào luôn. Chơi luôn anh em ạ, chơi luôn. Đấy, mục tiêu của mình là làm hỏng cái quốc để được cái thành tựu anh em nhá. Chứ mà nó không... Oh, hỏng cái quốc rồi. What? Hỏng rồi anh em ạ. Nhưng mà lại trả được cái thành tựu gì. What? Không được á? Thế là tôi nhớ nhầm à? Thôi rồi kệ đi anh em ạ. Đấy, tôi phá mấy cục đi cho bớt xấu. Bây giờ tôi sẽ đi đào cát anh em ạ. Bởi vì chúng ta xây cái máy farm này là chúng ta cần rất là nhiều kính. Đấy, tôi sẽ đi đào cát và tôi đung kính tiếp anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi lại muốn cho anh em xem một thời khắc lịch sử nữa anh em ạ. Đây, anh em nhớ cái hạt giống cà rốt hôm qua không? Bây giờ nó lớn lên thành một cái cây cà rốt rồi. Đó, cái lý do tại sao mà tôi không muốn để cà rốt ở bên trên ấy, ở cái ruộng to đúng bên trên nhà tôi này. Đó, là bởi vì để đấy là dân làng nó ăn cướp luôn đấy anh em ạ. Khi nào mà cà rốt nó chín ấy là dân làng nó tự vào nó hái luôn, ăn cướp luôn đó. Nó dại lắm. Nên tôi phải trồng riêng ở dưới này thôi. Của tôi anh em ạ, của tôi. Đó. Đấy, bây giờ tôi sẽ nhân giống cà rốt anh em ạ. Đấy, nhưng mà tôi không hiểu nhá. Tôi không hiểu vì sao có một vài chỗ tôi không trồng đây anh em ạ. Đây này. Đó. Tôi đang ấn chuột như điên đấy các em nhá. Tôi đang ấn chuột phải như điên nhưng mà không trồng được đây này. Chuột này không được này.
Đó, chỗ ấy không được này. Thế nhưng mà không hiểu sao là bốn chỗ ngoài này thì lại được anh em, tôi không hiểu tại sao nhá. Ờ, khá là lạ anh em ạ. Ờ. À, đây, tôi kệ đi. À, đây, tầng nung kính này anh em ạ. Đấy, một đống cát với tôi đào đấy. À, bây giờ mình nung xong nốt cái chỗ kính này là mình xong đây anh em. Là sau đó là chúng ta có thể xây được máy pha vàng rồi. Đây, để tôi lên tôi cho anh em xem cái ngọn núi của tôi. À, tôi đào rất là nhiều anh em ạ. Đấy, anh em thấy ngọn núi của tôi chưa? À, nó mất tiền phần đáng kể ở đây anh em ạ. Theo tôi nhớ là dịch từ đây này, nó dịch từ đây này, nó bay phát vào tận đây luôn đó. À, đào thì khá là nham nhở anh em nhở hơn, nhưng mà kệ đi, khi nào đào tiếp anh em ạ. Chứ thực ra đào cái này này thì nó khá là bị đau mắt đây này, cho anh em xem thử nhá. Đây này, à, đào cứ quay này này, à, đau mắt lắm. Thỉnh thoảng đào tí thôi anh em ạ, chứ đào nhiều quá loạn đấy chứ cha đấy. Ừ. Ok anh em ạ, thì bây giờ tôi sẽ đợi cho cái số đó nung xong hết rồi anh em ạ. Và sau đó chúng ta sẽ xây được máy farm vàng rồi anh em ạ. Úi giời ơi, sao bọn này chơi được với tôi cơ. Ok. Ok anh em ơi, tôi đang trên đường đi chặt cây. Đó, để tôi làm mấy cái chắp to các thứ và tôi phát hiện ra là có một em ong. Em ong này chính là em ong của nhà tôi đấy anh em ạ. Tôi không biết là em ấy làm gì ở đây. Thỉnh thoảng là bọn ong mà chúng có đi tìm hoa đấy anh em ạ. Tìm hoa để chúng có thụ phấn đấy. Đó, và đôi khi là chúng có tìm hoa ở xa nhà quá xó, chúng có bị lạc đường luôn anh em ạ. Chúng không quay được về nhà. Đó, từ nãy giờ là em ong này em cứ ở trong đây cũng khá là lâu rồi đấy anh em ạ. Tôi chả thấy em bay về nhà quá gì. Tôi nghĩ chắc là tôi chạy về nhà tôi lấy gọi là lấy hoa ra để tôi dụ em về anh em ạ. Chứ không như này lại bắt vào em ong đấy. Đi về nhà kiếm anh em ạ. Nào, hoa của tôi đâu? Đây các em ạ. Nhà tôi đã thiếu ong rồi, mẹ em ong lại còn bay như vậy đó. À, nhảy phải nhảy cẩn thận chứ không nào rụa anh em ạ. À, anh Golem, à đây. Ở trên máy farm Golem của tôi là có hoa anh em nhé. Ừ. Không có sắt nhưng mà có rất nhiều hoa. Bởi vì mình farm Golem mà thỉnh thoảng là nó rơi ra cả hoa đấy anh em. Oh, what the hell? Vì sao máy farm sắt nó lại hoạt động này? What? Nó có lúc nó không hoạt động, nó có lúc nó hoạt động anh em ạ. Khá là hài hước anh em ạ. À, thôi kệ đi anh em ạ. Nói chung là bây giờ chúng ta có cả hai máy farm sắt luôn anh em ạ. Đấy, ngon lành. Ok anh em ạ, tôi đã có làm một cái đường để tôi đi ra ngoài nhà cho nhanh đây. À, đơn giản là mình có cái thang. À, xong mình nhảy lên mình qua ngoài luôn đi. À, nhưng mà dân nó không nhảy được anh em ạ. Dân nó không có làm được cái đấy. À, thế nên là anh em yên tâm nhá. Nó không có thằng dân nào làm được cái chuyện đấy thoát được đâu. Ờ. À, thằng ong của tôi đâu? Tôi phải mang em ong về anh em ạ. Nhà đã thiếu ong rồi mẹ em còn bay như vậy. Ong ơi, ong ơi, hoa này em ơi. Thiệt chà rồi, chả biết là em bay đâu rồi anh em ạ. À đây em ơi, hoa này đi theo anh. Đi theo anh. Đang chặt cây mà giờ là phải đưa ong về đây các bạn. Đi theo anh. Thế quá rồi nhở. Đáng ra là game nó nên làm cho cái bọn ong này là nó chỉ ở xung quanh tổ ấy chứ. Nó bay cái này chốc có lạc đường mất ong à. Game làm vậy thì ai chơi. Nhà đã thiếu ong rồi. Thì về em ơi. Tôi đưa em về xong rồi tôi cắm hoa nhiều tí ở xung quanh nhà anh em ạ. Tôi nhớ là tôi đã cắm rồi đấy. Mà không hiểu sao mà em vẫn bay được. Lạ thật. Đi về em. Ô, có hai em ong này anh em ơi. Thì là tôi không nói với anh em chứ, nhưng mà hồi trước là cái em ong ở đây này là em bay đâu mất đấy. À, thế là chỉ còn có một em nên là tôi mới không cho chúng có sinh sản, nhưng giờ có hai em rồi. Tôi đưa ong về tập bao nhiêu rồi nhưng mà mãi đến bây giờ tôi mới cho hai em sinh sản được đấy. Sinh cho anh baby. Úi dồi ôi, đấy baby đấy. Úi dồi ôi, sinh chứ. Sinh quá anh em ơi. Chụp ảnh gia đình các em ơi. Con ong kia đâu rồi? Ôi, nhỏ nhỏ xinh quá anh em ạ. Ok, tốt quá rồi, đoàn tụ rồi. À, tôi sẽ cắm nhiều hoa vào cho các em nhé anh em ạ. Đấy, các em đừng bay đâu nữa nhá. Ở đây để anh nuôi nhá. Đừng xa anh buồn lắm. Rồi, ok anh em ạ. Quá tốt rồi. À, bây giờ tôi sẽ tiếp tục quay chặt cây thôi. Thì là tôi phải chặt cây là để tôi làm mấy cái rương đấy anh em ạ. Và tôi làm mấy cái cửa sập anh em ạ. À,
Nên là bây giờ tôi sẽ tiếp tục gây chặt cây thôi anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, tôi đã chuẩn bị xong hết đồ và tôi đã mang nó lên trên nóc địa ngục luôn rồi anh em ạ. Đây, anh em có thể thấy là tôi cần rất là nhiều khối dung nham anh em ạ. Nhưng mà bằng này khối dung nham ấy mới chỉ xây được cái máy farm gọi là máy farm loại nhỏ thôi anh em nhá. Loại nhỏ nhất đấy à. Máy farm to là anh em phải cần chắc là 3 cái rương đựng khối dung nham anh em ạ. 3 cái rương to ấy. Ok anh em ạ. Thì nếu mà anh em mà để ý kỹ chắc anh em cũng thấy là tôi có 4 quả trứng rùa. Đấy, 4 quả trứng rùa này, nay là tôi lại phải chạy qua cho máy farm giáo hộ biển đấy á. Để tôi bắt rùa và tôi cho chúng ấy nhau đấy ha. Thật sự là tôi cảm thấy là trứng rùa rất quan trọng anh em ạ. Nè, tôi nghĩ là có thể tương lai là tôi sẽ làm một cái gọi là chuồng rùa á. Một cái chuồng rùa để mình có nhiều trứng chứ. Chứ không cứ lần nào mình cũng phải chạy qua cái chỗ đấy xa lắm. Đấy, được rồi, kệ ơi đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây anh em nhé. Trước tiên là chúng ta chưa cần dùng mấy khối giống nhau đâu á. Cứ dùng cái đống này là được rồi. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu xây này. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ xây lên trên 64 block anh em ạ. Xây hết cái khối đá quậy luôn. Ô, nếu vậy tôi mang thiếu à? Được rồi, để tôi xuống ngay cho đào một tí đây. Cái này là cái chỗ mà nãy tôi lên đấy. Hả? À, em chào mấy anh. À, chung là tôi khóa rồi, mấy anh không có đi lên đâu. Tôi chặn cát ở đấy rồi, mấy anh không đi lên đâu hả? À, đào một tí anh em ạ. Rồi, có một chút để mình đi lên mình xây. Đâu rồi cái chỗ đi lên? Đây rồi. Tôi tính xây ở chỗ này nhỉ? Đây, chỗ này đi anh em ạ. Ok, cứ lấy bừa một chỗ đi. À, đúng rồi nhá. Tất cả cái máy farm này là anh em phải xây nó ở cái vùng gọi là vùng rác thải địa ngục anh em nhé. Nó là cái vùng mà xung quanh nó đỏ sẫm như này này. Đấy, được rồi, xây lên thôi anh em ạ. 64 này á. Được rồi, thì mình cứ xây hết cái stack đá này là được anh em ạ. Rồi xây thêm hai cái block nữa là được. Ok anh em ạ, khá là tối anh em nhỉ. À, chúng ta xây thêm hai block nữa anh em nhé. Đấy, thực sự là trông cái này khá là đáng sợ anh em nhỉ, trông cứ như lác mộng vậy không. Tôi sẽ vào phần hình ảnh anh em ạ, để tôi chỉnh cho khoảng cách cái suất nó cao lên tí á. À, chúng ta sẽ nhìn nó rõ hơn. Đấy, này trông nó cũng bất sợ hơn anh em nhỉ. Đấy, ít tại lại anh em thấy bên dưới kìa. Ok anh em nhá, sau khi mà anh em xây lên được 64 block rồi này, bây giờ là anh em sẽ xây ngang ra hình chữ nhật 3x4 á. À, mà thực sự là tôi thấy cái này nó hơi lác đúng không, nó hơi lắc lắc thì sao anh em ạ. Hay để tôi cho nó nhỏ ấy tí anh em nhá, cho 13 thôi nhá. Đấy, cho 13 có thấy gì không? Nói chung là cũng thấy mờ mờ anh em ạ. Đây là thấy mờ mờ này. Đấy, thấy đấy cổng. Ừ, rồi, được rồi, xây ra hình chữ nhật 3x4 anh em nhá. Đấy, kệ ở đi anh em ạ, không sao đâu. Ừ, anh em chả cần nhìn bên dưới đâu, anh em cứ nhìn tôi xây này. Đấy, ok, sau khi mà có hình chữ nhật này rồi là chúng ta sẽ để rương anh em nhé. Anh em sẽ để rương cái này này. À, với cả là cái máy farm này không phải là máy farm mà tôi nghĩ ra anh em nhé, mà là một YouTuber nghĩ ra đấy. À, nên là nếu mà anh em muốn xây thì anh em hãy xuống phần mô tả để anh ấn vào link để xem nhá. Ok anh em ạ. Sau khi chúng ta xây ra ba cái rương dài nhá, chúng ta sẽ dùng cái phễu đặt như này. À, để mình chiếu nó vào đấy. Anh em thấy cái này nó có giống như cái máy farm tàu không? Anh em nhớ đúng rồi đấy. Mà tôi chả biết là anh em nhớ nào hả? Nhưng mà nói chung là cái này ấy, nó rất là giống với cái máy farm quái vật của tôi. Anh em nhớ không? Chính là cái máy farm to đùng mà tôi đã xây tập 10 đấy. Đấy, ok anh em nhá. Sau khi anh em xong cái này, là bây giờ là anh em sẽ tạo ra một cái hình vuông. Hình vuông 3x3 ở đây. À, tạo nó bằng phễu anh em nhá. Đấy, cứ làm như vậy anh em ạ. Đấy, cái chỗ này sẽ là chỗ mà bọn piglin ấy. À không, này là chỗ mà bọn zombie lợn ấy, chúng nó sẽ rơi xuống. Và khi mà chúng nó rơi xuống là chúng nó tự chết luôn anh em ạ. À, máy farm này là máy farm AFK luôn nhá, mình chỉ cần đứng thôi. Và sau đó là mình phải đập 9 tấm thảm ở đây anh em nhá. Đấy, anh em biết tại sao phải đập thảm không? Đó, đập thảm là để cho nó không có con quái nào nó spawn ở đây đấy. Đấy, ok, sau khi anh em xong cái này rồi là bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu xây kính lên anh em ạ. Chúng ta sẽ xây lên 23 tầng anh em nhé.
Ok anh em ạ, tôi đã xây lên 2-3 tầng rồi đây. Á, à, sau khi mà anh em lên được 2-3 tầng này là anh em sẽ xây lên một tầng nữa ấy. Nhưng mà tầng này là chúng ta không xây kính nữa. À, chúng ta xây này anh em nhá, một block ở giữa này, phá hai cái block này đi. Ok chưa? Xong bây giờ nó hơi căng cái này, chúng ta phải đi qua được bên này. Cho tôi đi cái này cho nó an toàn chứ tôi không nhảy đâu ha. Chúng ta sẽ xây lên bao nhiêu nhỉ? 3 block nha nhá. 1 2 3 á. Đá tiếp. 1 2 3. Đá tiếp anh em ạ. 1 2 3. Rồi, xong rồi. Xong thêm hai cái nữa. Ok anh em ạ. Sau khi xong cái này nhá là bây giờ chúng ta phải nhảy xuống. Nói chung là hơi thốn đấy nhưng không sao. Đó. Rồi. Thế nhưng mà mình đừng có nhảy đến đây anh em nhá. Nếu mà anh em mà nhảy đến đây là anh em đi bụi đấy. Ờ. Ok. Sau khi anh em xong cái này là bây giờ là anh em sẽ làm cái này anh em ạ. Anh em sẽ dùng những cái chắp đo này. Đấy. Anh em bao xung quanh cái cột này. Đấy, bao xung quanh cái cột này. Bao hết luôn anh em nhá, bao hết thẳng đứng bên trên kia luôn. Đó. Làm như vậy thôi anh em ạ. Rồi ok anh em ơi. Sắp xong rồi. Thật chứ mà tôi xây mà tôi sợ đái ra máu luôn đấy anh em ạ. Thì vì là nó cao quá. Thật sự tôi sợ nó cao lắm mà đã thấy nó còn tối. Thì anh em nhìn xung quanh này, nó tối như cái nút luôn đấy. Rất là ghê anh em ạ. Tôi nói thật chứ mà anh em ngồi xem là anh em có thể thích ý. Chứ mà tôi thật tôi xây tôi sợ lắm. Bởi vì cái gua này, cái gua của tôi chơi bao lâu rồi. Ok anh em ạ. Bây giờ ấy, chứ là khi mình xong cái này rồi ấy, là bây giờ là mình sẽ phá nhãi cổ thì đi thôi. Đó. Phá nhãi cổ thì đi và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xây bằng khối dung nham anh em ạ. Ok các em ạ, thành công rồi. Bây giờ ấy, bây giờ mà muốn xuống để lấy được khối dung nham ấy là bây giờ là tôi sẽ phải nhảy xuống anh em ạ, mà cao này thì không biết chết không nhở. Không biết chết không em thử phát nào. Úi rồi ôi, sao mà chết được, làm sao mà chết được. Được rồi anh em ạ, bây giờ tôi sẽ xuống này. Thì bây giờ là xuống này là tôi sẽ phải đào cái cột đấy đi, đào cột này để xuống anh em ạ. Xuống mặt đất rồi các em ạ. Thật chứ mà tôi nhìn thấy cái đá nền thì tôi vui quá anh em ạ. Thật. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy đá nền mà tôi vui các em ạ. Thật sự mà. Ôi chết cha rồi. Nhưng mà nãy là tôi xây ở ô nào vậy. Tôi không đánh gỗ vào luôn rồi. Rồi. Kệ đi anh em ạ. Được rồi. Bây giờ nhá. Bây giờ là chúng ta không cần kính nữa đâu. Chúc nữa là kính là chúng ta làm cái mái thôi. À. Bây giờ tôi sẽ đưa hết tất cả cái đống đồ này này. Tôi mang hết tôi lên trên kia. Bây giờ ấy, chúng ta phải làm thang. Em phải làm thang, sau đó tôi sẽ mang hết cái đống đồ này lên trên kia anh em ạ. Chết cha rồi anh em ạ, mà có vẻ tôi không đủ thang rồi. Bởi vì tôi cần 64 thang mà, bởi vì vừa nãy là mình xây 64 tầng mà. Á, à, nên là bây giờ là tôi sẽ về nhà, tôi lấy thêm gỗ anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, tôi đang mang thêm thang rồi đây anh em ạ. Á, à, thì đây thì là có nhiều anh em có hỏi tôi là tôi xây đường lên kiểu gì. Bởi vì là như anh em đã đoán đúng đấy, đó là để xây thẳng một cái cột lên ấy. Rồi đã thế là còn xây thêm cả thang rồi là nó rất là khó. Đấy, thì anh em có hỏi tôi là tại sao mà tôi xây được. Á, à, thì là tôi xây cái này anh em nhá. Mà tôi chả biết cái máy phạm của tôi đâu rồi anh em ạ. Để tôi cho cái này lên cao đây anh em ạ. Đấy, cho cái kết xuất tôi lên cao để tôi nhìn xem mà cái máy ở đâu nào. À đây này, ui ngon quá. Đây này, thì chúng ta canh đúng ở đây anh em ạ. Chúng ta canh đúng ở cái vệt này. Đây này. Đấy, đây đây, ở giữa thì vậy. Ok chưa? Tôi đứng đúng ở đây thì tôi xây lên anh em ạ. Vậy. Ngon rồi đây. Ô này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ vẫn cứ phải dùng đá cuội chúng ta xây lên. Đấy. Mà thôi anh em ạ. Để tôi xuống rồi lấy đá địa ngục thì tôi xây lên thôi. Bởi vì là kiểu là mình đang xây đá cuội rồi mình cho đá địa ngục vào chung nó không hay ấy. Đấy, 64 đá địa ngục. Ok. Đấy, xây lên này nó mới đẹp chứ. Hey. Nào, để tôi ra tôi đo lại xem tôi đứng ở chỗ nào nào. Đây anh em ạ, ok ở đây nhá. Xây lên đây nhá. Nào, lấy đá địa ngục ra.
Ok anh em ạ, thì chúng ta xây tầm 3 ô. Sau chúng ta đập tha. Đấy. Cứ làm như vậy anh em ạ. Đấy, cái đấy là cách để mà tôi xây cái đường thẳng đứng lên đấy anh em ạ. Ok anh em ơi, ngon quá ngon quá. Lên rồi, lên rồi. Tôi nhìn đúng ô rồi anh em ạ. Lên đúng vào cái ô này luôn. Quá tuyệt, quá tuyệt. Ok anh em ạ. Sau khi mà xong như này nhá, là thực ra ấy, thực ra là mình nên phá đi một ô ở đây. À thật sự. Bởi vì sao anh em biết không? Nếu mình mà để đây là đá địa ngục ấy, là bọn lợn nó spawn được. À mình có đặt vào đây kính. Bởi vì là quái nó không spawn được lên kính anh em nhá. Đặt kính mà. Đấy, xong đặt thang lên. Ok chưa? Đấy, sau khi xong này nhá, là bây giờ là chúng ta sẽ cùng đi lên. À đâu, còn chưa khối dung nham nữa anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi lại phải xuống để tôi mang hết khối dung nham lên trên này anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, tôi đã mang hết tất cả khối dung nham lên rồi đấy anh em ạ. À, sau khi được như này rồi, là bây giờ chúng ta sẽ phải bằng cách nào đó chúng ta trèo lên trên kia được ha. Thì nói chung là chả cách nào đó anh em ạ, dùng đá cuội lên rồi chứ cách quái hả đúng không? À, đi lên thôi. Ok, thì là bây giờ ấy, là nó còn một cái chuyện nữa mà chúng ta chưa xong được vẽ cột rồi đâu anh em ạ. Còn một chuyện cuối cùng thôi, đó là chúng ta sẽ đào những cái tấm gỗ đi. Đó, vừa nãy là tôi đặt gỗ và tôi đặt đá là gọi là có mục đích cả đấy anh em ạ. Ok anh em, sau khi mà anh em đào hết cái gỗ rồi ấy, đó, là bây giờ là anh em đặt trứng rùa. Đấy, vứt gỗ ra, ờ. Nào đặt trứng rùa vào. Một quả ở đây nhá. Đấy, xong anh em đóng nắp vào nhá. Đấy. Rồi lại xuống dưới đặt nốt vào cả ba cái ổ bên dưới anh em ạ. Ba cục đá bên dưới đấy. Rồi ok anh em ơi, xong rồi đây. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng xây các khối dung nham anh em nhá. Đấy. Thì là nếu mà anh em xây cái máy farm này này, thì anh em nên có một cái giày có khảm chân lạnh nhá, để mình đứng lên được các khối dung nham. Sao thấy nó hơi giật giật nhỉ? Ôi 15 à, cho 7 thôi anh em nhá, cho nó bớt giật. Ok anh em ạ, rồi ngon rồi, nào xây thôi. Thì chúng ta xây một phía trước này, xây ra 12 block khối dung nham anh em nhá. Một cái rồi này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 anh em nhá, chúng ta làm y hệt như vậy với cả ba bên còn lại. Rồi ok anh em ơi, sau khi mà anh em xong cả bốn phía rồi ấy, là bây giờ chúng ta sẽ nối những cái đầu của cả bốn phía lại với nhau anh em nhá. Chúng ta sẽ tạo ra hình vuông ấy, chứ không còn là hình tròn như là cái máy farm khối dung nham nữa. Rồi ok anh em ạ, sau khi mà anh em xong cả bốn phía rồi như này này, đấy. Anh em tạo ra hình vuông rồi đấy, à, khá là to đúng không anh em? Bây giờ nhá, tôi đoán là anh em cũng biết bước tiếp theo rồi đúng không? Lấp đầy những cái khoảng trống bên giữa anh em ạ. Anh em ạ, tôi xong là một phía ở đây á. Chúng ta phải để hở ra chỗ này nhá, là để cho bọn lợn là zombie chúng nó chạy vào đây và chúng nó rơi xuống dưới kia đấy. Á, ok anh em ạ, bây giờ chúng ta sẽ làm thôi ba phần còn lại thôi, làm y nguyên như là cái phần này luôn anh em ạ.
Rồi ok anh em ạ, tôi đã xong ở đây anh em ạ, xong cả 4 tầng rồi. Mà tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em xây cái máy này ấy, thì anh em phải xây nhanh nhá. Bởi vì là chốc nữa là bọn gas nó spawn nó bắn tôi thốn lắm. Đây này, tôi giết một con rồi đấy. Nó có một con nó bay lơ lửng ở ngay đây luôn nhá. Đây, có được nó mắt gas luôn này. Được rồi anh em ạ, bây giờ chúng ta tiếp tục xây rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu xây lên cái mái anh em nhá. Nốt cái mái là xong đấy. Nốt cái mái sau đó là tới cái chỗ mà mình được AFK là được. Mái chúng ta xây như này anh em nhá. Đấy. Rồi ok anh em ạ. Sau khi mình xong như này là bây giờ là mình sẽ cách qua ra hai ô anh em ạ đây. Đó. Chúng ta xây thêm một tầng nữa. Một tầng kính nữa. Đó. Nó sẽ cách cái lớp kính này ra hai ô. Đấy, và bên này thì cũng cách ra hai ô này. Đó. Ok anh em ạ, sau khi xong này nhá. Rồi mình lại thêm một lớp nữa ấy, cũng lại cách ra hai ô luôn. Đó. Rồi mình cứ làm như vậy các bạn, cứ làm như vậy cho tới khi nào mình ra tận bên ngoài này. Rồi anh em, đó, tôi đã xong tận ngoài rồi đây các bạn. Đấy, sau khi xong này nhá là mình phá những khối đá được rồi. Đấy, thì mình xây khối đá chỉ là để mình lấy hai ô thôi các bạn. Ok chưa? Mình làm tương tự như vậy với cả ba bên còn lại là mình xong cái máy farm rồi. Chưa. Thì là mình xong cái máy rồi. Rồi thì mình sẽ xây nốt cái chỗ AFK là mình xong anh em ạ. Rồi ok các em ơi, tôi sẽ xong ở đây các em ạ. Chúng ta xây cái máy này, chúng ta chỉ cần cách ra hai ô này thôi. Các em như vậy là con gắt nó không spawn rồi, vì con gắt nó to mà. Ok các em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lên mà chúng ta xây cái chỗ gọi là farm của mình này. Đây, chúng ta sẽ lên trên này đã. Ok chưa? Xong rồi cái chỗ farm của chúng ta sẽ ở đúng giữa này luôn nhá anh em, chúng ta xây ở đây. Đấy, xây cho tới cái nào mà lên mắc luôn đấy các em ạ. Đấy, từ giới hạn rồi anh em nhá. Sau chúng ta xây ra giữa. Đấy, chúng ta đứng ở đúng giữa luôn. Rồi ok anh em. Khá là ngon rồi anh em ạ. Ok, chúng ta hoàn thành cái máy farm rồi đấy anh em ơi. Ok anh em ạ, nhờ mỗi tội là nó có cái cột thì nó hơi vướng ấy đúng không. Thực ra là bây giờ là tôi không có cánh nên là bây giờ mà tôi phá cái cột đấy đi tôi không biết là tôi lên kiểu gì. Được rồi, chúng ta cứ đứng tạm anh em nhé. Khi nào mà tôi apply tôi sẽ phá cái cột này sau. Và sau đó là tôi sẽ xây một cái đường thẳng đứng từ cái nóc nether đi lên đây. Quanh vào đây. Ok anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ thử đứng ngay 10 phút anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, đã được tầm 10 phút trôi qua rồi đấy anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới. Thì bây giờ xuống dưới thì xuống kiểu gì? Nhảy xuống thôi. Tôi đùa anh em ấy. Đùa anh em ấy. Bây giờ xuống dưới ấy, chúng ta sẽ xuống từ từ anh em nhé, hiền. Thì mình sẽ xuống một cách hiền lành đấy. Đóng này lại đấy. Sau này tôi sẽ xây lên chỗ này, tôi chụp cái định vị các em nào. Thực ra tôi cũng chẳng cần chụp đâu các em ơi. Thật. Sau này là tôi cũng tự biết chỗ mà, thì nó ở đúng giữa cái máy farm mà. Đấy, đào xuống thôi. Ok anh em ạ, sau khi xong này nhá là bây giờ tôi sẽ nhòm xem cái cột ở dưới của tôi đâu ấy nhỉ. Đây cột cái gì đấy, con gì đấy. Đây cột ở dưới đây anh em ạ. Có thể phá cái cột đi nữa. Rồi, thấy cái này nào. Rồi, bây giờ tôi sẽ xuống dưới anh em ạ. Tôi xuống tầng dưới. Thế nhưng mà tôi phải tránh xa xa cái con nhảy nhảy cái ra. Nguy hiểm lắm. Đó kìa, úi dồi ôi, tôi kệ ở đây anh em ạ. Thôi mình xuống tầng dưới luôn đi. Đó.
Thế mà là ok. May là tầng này nó không có cái con khối nữa. Còn thì chỉ là con khối dung nham đấy các em ơi. À, được rồi. Nào, xuống cái tầng nữa nào. Ok, phán nó cái này đi là được anh em ạ. Rồi ok các em ạ. Sau khi ta xong này nhé là bây giờ tôi ăn nhòm cái cột của tôi đây rồi. Cái cột của tôi đây rồi. À, tôi sẽ phá cái này và tôi xuống. Đây này. Đâu vậy? Đây này. Có đúng không? Có đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À. Đóng mà. Đấy, ngon ngay các bạn ấy. Xuống rồi anh em nhá. Đấy. Anh em cứ hỏi tại sao mà tôi gọi là tôi xây máy farm cao nhưng tôi vẫn sống đi. Đấy. Tại vì tôi pro sao anh em hỏi nhiều. Ok các em nhá. Đấy, quá ngon này, đây. Mở thử cái rương check thử xem được nhiêu đồ nhá. Úi rồi, thấy ngon chưa? Đấy. Ngon không anh em? Quá phê luôn anh em ạ, lại không phê đi. Ok các em ạ, thì anh em có thể thấy là tôi có khá là nhiều thịt thối rữa. Đấy. Và nếu mà anh em nào mà giỏi cái trò Minecraft ấy thì anh em cũng biết là thịt thối rữa này là mình sẽ đổi được với một thằng dân đấy đúng không? À. Và đó chính là thằng dân chế thuốc anh em ạ. À, nên là có khả năng là buổi sau tôi sẽ mang anh dân đấy vào trong địa ngục nhá. Tôi sẽ xây cho anh một cái nhà nhỏ nhỏ gần cái máy farm vàng này. À. Để cho chúng ta sẽ đổi thịt thối rữa và anh ấy để cho nó bớt đầy cái rương chứ. Là tôi cũng chỉ muốn cái rương ở toàn vàng thôi chứ tôi chẳng muốn thịt thối rữa đâu. Ok các em ạ, thì hôm nay tới đây thôi các em nhá. À, hôm nay tôi đã hoàn thành cái mục tiêu xây được cái máy farm vàng rồi. Rất là mất thời gian luôn anh em ạ, rất là dày công luôn đấy các em ạ. Ok các em, thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Yêu anh em rất là nhiều.